Ủa bà Dây ơi, bà nói hồi bà có cá coi, sao tôi nhìn vô tôi không thấy con nào vậy? Này hai chú cá coi siêu to khủng khiếp. Trời ơi, hai con cá coi sao nhìn mặt nó giống người quá vậy? Ủa chết anh Đức bị gì ba? Tại vì hết cái gì màu xanh lẹ, hết da hết vô hoài luôn á, giống như bị khùng vậy chứ. Trời ơi, ông khùng đó giờ mà nói gì nữa, đừng quan tâm. Không, mà này khùng lạ kỳ lắm ba, ra coi ra coi. Đi 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 đi, vô rồi. Chạy làm gì vậy? Đang nãy gì mùa hè không thấy hả? Tản nhiệt bằng nước mặt hà hả thô quá vậy. Đúng rồi, nhưng mà không phải nước mặt hà đâu, cái này là nước hồ cá đó gì. Nước hồ cá tanh gần mà cũng hỏi nữa. Không có đâu, cái này người ta gọi là natural, lâu lâu hít có mùi cá thơm lắm. Ghê quá à, đừng có hỏi nữa, nhanh ra đi. Hỏi chung đi là biết à. Dám chơi nước cá của tôi hả? Mà biết. Thì nếu mà thôi thì anh hỏi một mình anh đi. Không được, phải hỏi chung mới vui. Đúng rồi. Cái gì vậy anh trai em à? Chị sẽ mà về đâu? Ok, nếu mà vô hôm nay anh thấy nóng nực trong người, quá nóng vì cái mùa hè này, thì em sẽ tặng cho anh liền một cái hồ bơi xịn xịn sò yêu thương ta nhất thôi. Nhưng mà anh phải phụ em làm hồ bơi mới được. Trời ơi, chuyện nhỏ để nó cho tôi. Dạ. Đầu tiên phải làm hồ bơi. Làm gì biết chưa? Dạ dạ. Vậy chứ bà có cách gì hay hơn không? Có, dùng cái này nè. Ờ, máy gì vậy? Máy bơm hồ. Hiện đại quá ta, bơm đi. Ok. À, lỗ rồi, bơm cái lỗ dưới đây nè. Quên. Ủa, sao tôi thấy nó kỳ kỳ á? Hình như nó không lên nè anh ơi. Chị biết tại sao không? Thiếu cái này nè. Ủa, mà nè em lấy đâu gì nụ? Dạ, cây bù xe của lão hay già. Cũng hợp lý, sử dụng liền. Lộn nước rồi. Dồn gì rồi tăng áp rồi chuẩn bị nha, để chế nước vô nha, chế nước vô sao được. Đây này coi nè. Trời ơi, trời nó bự lên vậy anh trai. Ủa sao vậy, giống như chùm nho vậy? Thì nó chùm nho đó. Trời ơi, ủa là nó bự lên nè. Nó tự sát luôn. Cái nó nặng nha, cái nó bơm đầy nước vô cái lớp ra nè. Đã quá à, má quá về ơi. Thôi, cứ vội xiên nè. Để em tắm vội xiên cho coi. Cái gì? Nè.
Trời ơi. Đây đây để em tắm cho sếp. Đã đó rồi, tắm tắm. Sếp lớn cậu ơi. Thượng ơi. Ghê quá rồi. Ê. Dạ. Con leo vô đi. Ờ. Đã rồi rồi xiên nè. Hôm nay chúng ta sẽ có ông trời. Đây, giờ tôi giúp chị rê bơm nha. Ở cái cục kia đâu? Đây nè, phải có cái cục này nè. À, cái đồ mồi Trời, chị bay lên đây, gác vô. Trời ơi. Sao chị đánh hóa vậy? Chị đánh hóa đã quá. Đấy gì sếp phải chị quá vậy. Đó, xíu tự đó, xíu tự đó. Đã quá vậy. Yeah. Đã quá hả? Lấy nó cầm phụ cho bà ơi. Gớt, gớt à. Gớt chưa? Dạ biết đứa mà em vô đó gớt cho bạn em ta. Đó, 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 đó. Bây giờ cho Duy vô ngồi xuống thử nè. Vô. Vô ngồi xuống thử nè. Đó, phê à, phê à, phê à. Kể bắt kiến má ơi. Ê. Đó. Nằm xuống. 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 Cái này á tôi thấy quen lắm, giống như là cái đấm của em bé ngậm vậy nè. Vậy hả? Trời ơi, uống hai cũng thương á. Ủa hai bé. Đi chơi luôn. Vậy dạ. Vậy anh đang ví dụ cái bình nước này mình đặt vậy là nó. Anh nhớ không? Đó, đó, đó. Quá. Ai, 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 coi nhúng này, bê, bê nhúng này lấy tay coi. Cái gì vậy? Nhúng này. Chào tình quá. Chào tình quá. Rớt luôn hay không? Em thấy hay không? Cái này có tiền thổi được. Đâu thổi thử coi. Thổi được không? Để anh chơi. Đây đưa thổi bằng cách này nè. Đây bây giờ mình sẽ kéo những chiếc bông bóng lên cho mọi người chuẩn bị gụm nè. Ôi bự quá. Nó bự lắm. Rồi kéo lên kéo lên kéo lên. Nặng quá. Trời ơi như chiếc xoài luôn anh trai. Rồi. Ý mình để tầm này đi. Chút xíu nữa mình chơi bóng đó. Ai ai bây giờ tôi sẽ vô trong cái hồ bơi của bà tôi tắm đây. Mát quá. Ê bậy rồi bậy rồi. Tại sao bậy? Tại cái hồ bơi này gọi là hồ bơi 5 sao. Dành cho em. Anh là phải qua hồ cá 1 sao anh tắm. Hả? Wow, vậy là hôm nay bà Dê đã bơm đủ 400 bóng rồi nha mọi người. Quá đã luôn. Trời ơi 400 cái bóng rồi sao dành cái chút xíu vậy tay. Đúng rồi cái chút xíu luôn rồi. Anh hãy qua bên hồ bơi 1 sao của anh đi. Ủa, anh cái gì vậy? Lẹ đi. Tóc đỏ tóc đỏ luôn. Hồ 1 sao của tôi á là lấy cái dù gần che. Còn hồ 5 sao của bà có cái gì? Hồ 5 sao của em có mái che. Lady and gentlemen. Oh, ai vậy? Em xin tự giới thiệu, em là MC đại diện cái chương trình hồ bơi 1 sao và bơi 5 sao đó anh trai. Khoan đã, MC người ta đẹp trai tóc tai hai mái mà tại sao MC này đầu trọc vậy? Đúng rồi. Tại vì MC này có tâm hướng Phật nên là đầu hơi trọc. Đúng rồi, không nói gì nữa. Ta đại diện cho hồ bơi 1 sao. Giai phản diện. Còn chị đại diện cho phe lương thiện khả ái ngang nhất lòng người hồ bơi 5 sao. Thôi mày có xảo quá, bởi hồ bơi nào đâu 5 sao. 5 sao nè. Ủa 5 sao mà có thằng này ngồi tắm gì vậy? Ủa đây uống rượu mà. Uống rượu cái gì, bước ra lẹ lẹ luôn. Trời, cái hồ bơi đẹp đẽ phương ta nghĩ sao mà bay vô vậy trời. Trời, cái hồ bơi này làm sao mà bằng cái hồ bơi 1 sao của ta được. Ngươi nói cái gì mà ngươi đã sai với ta. Đợi xíu đi, đi qua đây. Em sẽ đi theo nè. Em đi theo sếp này. Đây. Cái hồ bơi 1 sao của ta nhìn đâu là thấy có nước có mẫm màu luôn không? Trời ơi, cái này là nước thảo mộc đây nè. Hồ bơi của ta là có sẵn lá cây luôn đó. Ta ngâm lá cây à. Đã ngâm thảo mộc bảo đảm tắm xong là rất là mát mẻ. Lá cây là phải ờ. Trời ơi. Sao trái xuống tùm lum vậy? Thì đó, mình phải nghiền nát như hồi xưa. Thôi, đi qua hỏi bà Dê coi bà có cái gì. Được, để em xíu. Chị Dê ơi, hồ bơi đất 1 sao, ổng có lá cây gì, chị có cái gì? Trời ơi, mấy cái lá cây đó tối về gãi thấy bà nội luôn á. Trời, bà ngu quá. Đây, chị có những chiếc bông bóng nước siêu bảy màu cứu té hụt ve cực kỳ sạch sẽ nữa, bởi vậy chị là best pro rồi em. Yeah. Đặc biệt, chị có thêm bánh donut siêu sang chảnh mỗi lần ăn tới công chuyện ở đây. Em trai ăn miếng nào. Nhìn thấy là túi đu gây môn của bà Dê đó nè. Ủa, vậy MC có được ăn không chị? Được luôn. Nhớ chấm chị cho tao nè. Sao ăn không lẹ vậy? Sao vậy? Chơi cái bánh của chịu chơi dê đó. Sao? Thằng Duy nó cắn rồi. Bánh này nè.
Tối rồi. Sao vậy hết? Tại sao mày ăn cái bánh chú chi gì? Kiếm ra giúp cái gì mà cái đó kem đâu có thấy không trời. Bánh đồ nết nó có gì ngon đâu, cầm coi. Đây sếp. Bên này tôi có bánh bao không nhân, khối lượng tận 300g. Tới đây ăn bánh bao. Đây trời, bánh đồ nết sao mà ngon được bằng bánh bao thượng hạng này đây. Cái này nó có nhân anh em. Đúng rồi. Ngán à. Chấm đây. Chết đi cá của tôi sao. Nào đem thử miếng MC phải thử. Ngon không? Rạc nhấp. Trời ơi. Thôi dẹp cái này đi. Đây, đặc biệt hồ bơi một sao của ta được xuất xuất từ nguồn nước khoáng mát mẻ, uống là xảo đảm không có ghẻ. Coi tao uống đây. Đau đâu. Bà có cái gì? Chị ghê ơi, ông Đức ổng có cái chai nước suối vậy, chị có nước gì? Chị có xem banh rượu nho đẹp trai nè. Vừa một nhìn vô một phát là thấy cái sợ mình sang chảnh tới cầm vũ rồi gửi sao em trai. Đây nè. Nè. Mời mọi người nha. Trời ơi, rượu nho ngon quá, xịn. Xăm banh chú lẹ chú đét ngon cái gì, chưa nắng tao uống cái gì mát mẻ mới được. Tôi còn có thêm món đồ chơi mới nữa. Đây chính là quạt dê dê hao, hiện đang có bán tại shop, một cây 35k. Mọi người có thể đặt trên fanpage dê dê hao hoặc website www.com. Lỡ quá rồi. À lộn rồi, đây mới đúng là mặt chính của nó. Bà có cái quạt giống như tôi không? Ở đây là vừa hồ mát mà vừa có quạt, vừa có nước luôn, rất là tiện nghi. Tưởng gì, em trai đâu vậy đây? Có là có. Trời ơi, cái quạt có 35.000. Ở đây người ta có quen một cây quạt xưa ta khủng lồ tới 350.000 lận. Quá VIP rồi, còn 5 sao thì nó phải như vậy chứ đúng không mọi người? Quá VIP luôn, xanh lè, xanh lét, xanh như cá bà dê. Nhưng mà chị, quạt này để dưới nấu được giật. Ờ đúng rồi, giật chị chết luôn em. Giật chết luôn á. Cầm tay. Qua đi, qua đi. Đây. Đây, sao cái hồ bơi năm sao của bà dê có nhiều đồ quý hiếm quá vậy? Tại vì nó là năm sao mà anh trai. Ê, không có được thiên vị chấm cho bà dê nghe chưa? Em đâu có thiên vị đâu, em rất là công bằng luôn. Cái nào nhiều sao là em chấm cái đó. Ê, bây giờ tôi có cái này đặc biệt bảo đảm mà không có đâu. Anh có cái gì? Đây. Cái gì mà lận hoài vậy? Đây chính là hộp sữa Milo tràn đầy năng lượng. Làm sao mà bà hồ năm sao mới có được. Coi một sao người ta uống sữa đây nè. Không, uống sữa này rất là mát luôn. Bà dê kia năm sao mà có cái gì? Một chiếc bò sữa dắt sữa hàng ngày nhưng vẫn không hết sữa. Cái dòng này là mọi người có thể dắt tới công chuyện, dắt và dắt quá trời dắt luôn, và có thể là thảy xuống đây cho bò sữa của mình tắm mỗi ngày. Rất là mát luôn con ơi. Mát đây là hồ cá thì chắc chắn phải có cá. Đợi xíu đi. Nãy giờ dọc quá miếng cá chắc có chết hết rồi. Sao có gì hoạt như vậy hả? Đây, hồ của ta là ao cá đầy, vừa có sẵn một con cá sặc, khi nào đó bụng đem lên chiên các bạn ăn. Hồ bà có cao 500kg cá coi xếp liền. Ủa bà Dê ơi, bà nói cho hồ bà có cá coi, sao tôi nhìn vô tôi không thấy con nào vậy? Đây hai chú cá coi siêu to khủng lồ. Sao nhìn mặt nó giống người quá vậy? Cái này là dòng cá coi mới nhất mọi thời đại, cực kỳ giống người luôn. Trời ơi, con cá này nó có chân vịt luôn nè. Em có, anh có chân ghẻ. Chân thẹo nè. Trời ơi, hai con cá coi của bà ghê quá vậy. Nhưng mà nghe nói cá coi là nó có tên tuổi đàng hoàng, để tôi hỏi thử coi. Ông cá ông tên gì vậy? Coi gì? Coi Mr. Tuấn. Đem đem ông. Ông tên gì vậy? Em là coi phim. Coi phim gì vậy? Coi phim gì? Bây giờ sẽ tuyên bố kết quả chung cuộc cuộc thi ngày hôm nay. Đó chính là hồ bơi năm sao chiến thắng. Hả? Giáo thi vậy ta hả? Tất nhiên rồi, quá xịn mà. Ta không phục, bây giờ chơi tự do. Để đến thăm cái nào.
Hai, một, hai.